Xin chào các bạn. Quy đang ở dưới gầm cầu. Đây là một cái con cầu, cây cầu rất đẹp, Quy thấy rất là đẹp và hùng vĩ. Trên đường quốc lộ 50 nối từ huyện Cần Đước của Long An qua Gò Công của tỉnh Tiền Giang. Thì ngày xưa nếu các bạn đi từ Tiền Giang mà muốn về thành phố Hồ Chí Minh từ hướng này thì chỉ có phải đi theo hướng bên kia kìa, qua phà Mỹ Lợi. Nhưng sau năm 2015 đã được cây cầu này đã hoàn thành. Thì bé My con mình nó qua cái cầu này, nó nói là cầu thiên đường. Vì mình đi buổi sáng á, nhìn rất là đẹp. Bây giờ mình ở đây mình sẽ mở flycam mình bay một vòng để mình quay cho các bạn coi cái sự hùng vĩ cái cây cầu này nha các bạn. Thank you.
vừa cho các bạn coi xong cái toàn cảnh cái cầu cầu Mỹ Lợi ha, nhìn từ trên cao. Mình đang trên đường về Gò Công để vô nhà một bạn chơi trải nghiệm câu cá, đánh bắt cá các kiểu ha các bạn. Xin mời các bạn cùng coi mấy cái clip trong cái chuyến hành trình này của mình ha. Xin chào các bạn ở cái clip này.